Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với An Tiến Studio. Và hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một sản phẩm đang rất phổ biến tại Việt Nam và được các phụ huynh cực kỳ quan tâm. Ấu dâm và bắt cóc là một trong những nỗi lo sợ với trẻ nhỏ. Sợ hãi và hoảng loạn là trạng thái phổ biến với bất cứ ai nếu chúng ta chẳng may trở thành nạn nhân của bọn tội phạm. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, các bậc phụ huynh hãy cùng mình trải nghiệm ngay chiếc đồng hồ thông minh Wallet KT01, một công cụ cứu cánh cho các em nhỏ trong trường hợp nguy hiểm này nhé. Audio Jungle. Đồng hồ thông minh Wallet KT01, một thiết bị giúp các bạn có thể định vị chính xác được vị trí của con bạn từ xa bằng công nghệ GPS, LPS và Wi-Fi. Đây đều là những công nghệ định vị phổ biến nhất và chính xác nhất thế giới hiện nay cho các thiết bị di động. Công nghệ GPS là con chip hoạt động ngoài trời và nó chỉ có thể lệch khoảng 5-10 mét thôi. Có một điểm yếu của chip này là không thể bắt được sóng GPS khi mà đồng hồ đang ở trong nhà hay là có những vật cản trên đầu. Từ đó thì chúng ta có thể có chip định vị khác để bổ trợ cho chip GPS là chip LPS, định vị mang theo sóng của nhà mạng, và một chip nữa là chip định vị Wi-Fi. Các phiên bản trước của dòng đồng hồ định vị Wallet như là GW400S hay là GW400X thì chỉ có định vị LPS mà thôi. Như vậy thì nó sẽ bị sai số rất nhiều bởi vì nó sử dụng cột sóng của nhà mạng để định vị vị trí nhưng mà không được chính xác cho lắm. Trên sản phẩm Wallet KT01 này đã được trang bị thêm chip định vị Wi-Fi, và con chip này thì nó khác với việc sử dụng mà bạn đang nghĩ đến nhé. Có vẻ bạn đang nghĩ làm thế nào để có thể kết nối với Wi-Fi khi mà đang ở trong không gian có Wi-Fi nhưng lại không có được mật khẩu của nó đúng không nào? Nó hoàn toàn khác với việc sử dụng chip Wi-Fi của điện thoại di động và các thiết bị thông minh khác nhé. Các bạn đừng hiểu lầm, con chip này thì sẽ có nhiệm vụ là xác định giải IP để kết nối với Wi-Fi gần đó, và nó sẽ biết được vị trí gần nhất để mã hóa đưa lên server, và server sẽ gửi về điện thoại của bạn. Nó sẽ cho vị trí chính xác hơn và tối đa được sai số. Nhiệm vụ định vị thì đã quá quen thuộc với một chiếc đồng hồ thông minh rồi, và nếu như nó được sản xuất như là một chiếc điện thoại di động thu nhỏ thì sao? Nếu như ở lứa tuổi của các con, việc sử dụng một chiếc điện thoại di động là không được phép hoặc là không nên sử dụng do có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến trẻ, thì chức năng gọi 2 chiều trên đồng hồ trẻ em KT01 đã giải quyết được vấn đề này. Đồng hồ cho phép thêm đến 15 số điện thoại được liên lạc, nghe gọi 2 chiều với các bé. Trong đó thì đồng hồ sẽ tự động từ chối các cuộc gọi từ máy lạ không có trong danh bạ. Điều này thì giúp bố mẹ kiểm soát và bảo vệ an toàn hơn cho con cái. Các bé cũng có thể gọi nhanh bằng phím SOS trên điện thoại. Đồng hồ sẽ gọi điện nhanh đến các số mà bố mẹ đã thêm vào danh mục SOS. Nó sẽ thực sự đảm bảo lớn nhất về an toàn của trẻ trong trường hợp khẩn cấp. Ngoài chức năng lắp SIM để nghe gọi, đồng hồ còn trả lời được tin nhắn điện thoại, tin nhắn văn bản, thậm chí là cả hình ảnh từ điện thoại gửi đến. Nắm được nhu cầu của khách hàng về việc nạp tiền, kiểm tra tài khoản trực tiếp từ đồng hồ, nhà sản xuất Wallet đã sử dụng màn hình cảm ứng tích hợp thêm tính năng bàn phím số trên mẫu đồng hồ trẻ em này. Do vậy, từ nay bố mẹ có thể dễ dàng kiểm tra tài khoản, nạp tiền mà không cần tháo SIM hay là sử dụng đến một ứng dụng nào khác. Ngoài ra, đồng hồ còn được trang bị khả năng chống nước và chống bụi vô cùng tuyệt vời với chuẩn IP67. Bé có thể yên tâm khi đi dưới trời mưa hoặc là rửa tay mà không lo bị hỏng đồng hồ. Tuy nhiên, đó chỉ là một trang bị để bảo vệ thiết bị và nó không phải là chuẩn chống nước tuyệt đối. Chính vì thế mà mình khuyến cáo các bạn không nên mang thiết bị khi mà đi bơi, đi tắm hay ngâm nước và các dung dịch chất lỏng khác. Mua đồng hồ định vị KT01 cho trẻ em, bé chỉ việc đeo vào và ấn chức năng gọi hoặc nghe, còn mọi điều khiển khác hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của cha mẹ thông qua ứng dụng G-Tracker 2 được cài đặt trên điện thoại. Khi mà muốn biết các bé đang làm gì, cha mẹ có thể sử dụng chức năng nghe lén để giám sát bí mật mà không một ai hay biết. Khi đó thì đồng hồ sẽ thực hiện một cuộc gọi bí mật đến điện thoại và bạn sẽ nghe được những âm thanh xung quanh bé. Ngoài ra thì đồng hồ định vị trẻ em Wallet KT01 được trang bị một camera 0.3 MP ở mặt trước của đồng hồ để có thể hỗ trợ chụp ảnh, quay phim. Tính năng này hỗ trợ bố mẹ có thể chụp ảnh từ xa. Đồng hồ sẽ gửi ảnh về điện thoại để giúp biết được bé nhà bạn đang ở đâu. Chiếc đồng hồ này còn đặc biệt đến nỗi cung cấp cho cha mẹ thêm một giải pháp bảo vệ an toàn cho trẻ nhỏ. Cha mẹ có thể thiết lập bán kính an toàn cho bé khi ở trường. Nếu bé ra khỏi vùng thiết lập an toàn, lập tức sẽ có chuông cảnh báo đến điện thoại của cha mẹ. Khi đó phụ huynh sẽ biết được con mình có an toàn ở đấy hay không và phán đoán được tình huống để xử lý kịp thời, tránh trường hợp con bị thất lạc hoặc là bị bắt cóc. Nhiều ba mẹ thì lo lắng việc con nghịch đồng hồ trong giờ sẽ gây mất tập trung. Đừng lo lắng về việc đó với chế độ lớp học. Khi đồng hồ chuyển sang chế độ im lặng,
lúc này thì bạn sẽ không thực hiện được cuộc gọi đến cũng như là sử dụng đồng hồ theo cách thông thường, nhưng mà vẫn có chế độ gọi SOS hoạt động. Vấn đề sức khỏe cũng là điều mà các bậc phụ huynh quan tâm. Đồng hồ có thể theo dõi các thông số về sức khỏe cũng như là giấc ngủ chính xác của trẻ nhỏ. Đồng hồ này được thiết kế phù hợp với độ tuổi của trẻ nhỏ, trang bị màn hình cảm ứng linh hoạt giúp mọi thao tác của bé trở nên dễ dàng và chính xác. Dây đeo của đồng hồ được làm bằng chất liệu an toàn, không thấm mồ hôi, bền bỉ và lại cứng cáp. Ngày nay, một chiếc đồng hồ định vị trẻ em đã và đang là xu hướng được rất nhiều bậc phụ huynh quan tâm lựa chọn cho con cái mình. Trong khi thị trường đồng hồ định vị ngày càng sôi động với đa dạng màu sắc, mẫu mã cũng như là những tính năng khác nhau, phần lớn phụ huynh lại không biết lựa chọn sản phẩm đồng hồ nào định vị trẻ em tốt nhất cho mình. Hãy đến ngay các showroom của An Tiến, các dòng đồng hồ định vị đang được bày bán tại đây cùng những ưu đãi cực kỳ hấp dẫn. Các bạn sẽ được tặng kèm quyển sách hướng dẫn sử dụng đồng hồ bằng tiếng Việt và SIM 4G tốc độ cao. Đội ngũ nhân viên nhiệt tình hỗ trợ cài đặt cấu hình, đăng ký tài khoản từ xa, cùng với đó là chế độ bảo hành vô cùng tuyệt vời. Nếu như các bạn có thắc mắc gì về sản phẩm này thì hãy comment phần bên dưới bình luận, chúng mình sẽ giải đáp tất cả. Và đừng quên để lại một subscribe để cập nhật những video mới nhất về công nghệ nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!